12 kiêng kỵ phong thủy khi bài trí phòng khách. Phòng khách thể hiện phong cách sống và gu thẩm mỹ của chủ nhà. Bởi vậy, bài trí phòng khách là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Phong thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ cùng các bạn 12 điều kiêng kỵ trong bài trí phong thủy phòng khách mọi gia chủ cần biết để tránh hung, mang lại tài vận tốt cho phòng khách nói riêng và căn nhà nói chung. Phòng khách bị ngăn cách, phòng khách là không gian mà mọi người cùng sinh hoạt chung trong gia đình, cũng là nơi tiếp đãi khách khứa và xung họp giữa các thành viên. Nếu lấy lý do phòng khách quá rộng mà bạn ngăn cách nơi này để kiêm nhiệm luôn phòng ngủ hay phòng sách thì thật sai lầm. Một khi phòng khách bị chia rẽ, dù là vì mục đích gì thì không gian từ trường chung ở đây cũng đã bị cắt ra. Điều này dễ khiến chủ nhân luôn có cảm giác cô độc trong tư tưởng. Nếu còn độc thân, bạn sẽ khó tránh rơi vào cảnh chi âm chi kỷ khó tìm. Sofa không hoàn chỉnh thông thường thì sofa đặt ở phòng khách luôn được thiết kế chọn bộ nhưng không thể loại trừ những trường hợp do không gian rộng hay ra chủ muốn phá cách mà sử dụng đến hai bộ sofa hoặc thêm những chiếc ghế riêng lẻ xung quanh cách bài trí này tuy có thể tăng thêm tiện nghi nhưng trong phong thủy sẽ gây bất lợi cho sự hài hòa đầm ấm của cả gia đình phòng khách dù lớn nhỏ chỉ nên đặt một bộ sofa hoàn chỉnh duy nhất để đạt được ngụ ý cả nhà trên dưới một lòng luôn gắn bó và hòa hợp với nhau vị trí tài lộc không được để lộ ra ngoài Đường chéo từ cửa ra vào với các góc tường của phòng khách thường được xem là vị trí tài lộc. Vì vậy, nếu tài vị có xu hướng bị khiếm khuyết hoặc đi thẳng ra một không gian khác sẽ rất dễ hao tài cho chủ nhân. Nếu phạm phải lỗi này, bạn có thể đặt chậu cây xanh, tủ trưng bày để hóa giải. Một mặt có thể khiến tài khí không bị trôi tuột mất, mặt khác còn tăng cường vượng khí giúp hấp thu tài lộc tốt hơn. Trước sau không nên thông một đường. Không gian phòng khách nếu rộng rãi, thoáng đẳng sẽ rất lý tưởng để mọi người quây quần bên nhau. Nhưng không phải vì thế mà bạn thiết kế khiến cho từ cửa chính bước vào đã nhìn thấy trực diện với cửa sau. Bố cục này khiến cho các trường khí tốt vừa vào nhà đã đi thẳng ra nơi khác, chủ nhân khó tích lũy được tài lộc, thậm chí còn hao tài tốn của, không để xà ngang áp đỉnh. Nếu bên trong phòng khách, đặc biệt là vị trí sofa nằm ngay bên dưới xà ngang trên trần nhà sẽ gây ức chế tâm lý cực lớn cho các thành viên. Lỗi phong thủy này không những khiến bạn gặp trở ngại ngoài xã hội mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Bố cục phòng khách không vuông vức, ngay ngắn phòng khách tốt nhất là nên thiết kế không gian hình vuông hoặc hình chữ nhật đồng thời khu vực ghế ngồi không được đối trực diện với góc phòng nếu vì lý do nào đó mà phòng khách của bạn có các góc nhọn kỳ dị giống như mũi tên bán ra thì có thể đặt cây xanh hóa giải sát khí nên có lối đi nối liền cửa chính với phòng khách có một lối đi lệch từ cửa chính vào phòng khách là tốt nhất để tránh sát khí từ bên ngoài sông thẳng vào nhà đồng thời các trường khí khi được đi vào theo hình vòng vèo mà không phải đường thẳng sẽ giúp chủ nhân dễ hấp thu tài lộc hơn Ngoài ra, thiết kế như vậy cũng giúp nội bộ trong nhà không bị lộ ra ngoài, tượng trưng cho phúc khí đầy đủ trong gia đình. Phòng khách nên thiết kế ở mặt tiền nhà. Sau khi bước vào từ cửa chính thì đầu tiên nên tiến tới phòng khách. Phòng ngủ, nhà bếp hay không gian khác chỉ nên ở sau phòng khách. Nếu bạn xây dựng phòng khách ở vị trí nào phía trong hoặc sau nhà sẽ khiến tài lộc đi xuống, chủ nhân dễ gặp khó khăn, chắc trở dẫn đến hao tài, cuộc sống gia đình khó sung túc, phòng khách quá ám. ánh sáng đầy đủ luôn đem lại sinh khí và cả vượng khí cho căn phòng vì thế cho dù có trang trí cây xanh trong phòng khách cũng nên có bố cục hợp lý tránh tham lam mà càn trở ánh nắng mặt trời chiếu vào ngoài ra sơn tường ở phòng khách cũng nên chọn màu sắc tươi sáng để tăng thêm vận may cho chủ nhân không gian phòng khách quá tối sẽ dễ khiến các trường khí xấu xâm nhập gây bất lợi cho vận thế và cả sức khỏe gia đình sàn nhà phòng khách không bằng phẳng sàn lót ở phòng khách tốt nhất không nên có quá nhiều bậc thang hay lối lõm cao thấp không bằng nhau Phòng khách có thể nói là đại diện cho vận thế của mỗi thành viên trong gia đình, nếu thiết kế cao thấp quá khác biệt sẽ khiến vận thế chủ nhân lên xuống thất thường, dễ gặp nhiều biến cố. Phòng khách không nên có đường dây điện di động, phòng khách là nơi hội tụ vượng khí, vì vậy nó đòi hỏi phải đảm bảo sự ổn định. Nếu sử dụng các đường dây điện di động ở không gian này một mặt vừa dễ gây nguy hiểm khi đi lại, vừa khiến cho các trường khí bị quấy nhiễu, rối loạn, ảnh hưởng đến sự nghiệp và các mối quan hệ của chủ nhân. Sử dụng nhiều vật trang trí hình tròn trong phòng khách Phòng khách là nơi tiếp đãi và giao lưu của mọi người, nên cần tạo bầu không khí hài hòa, sinh động. Hình tròn thuộc yếu tố dương, tượng trưng cho động thái. Vì vậy, sử dụng đèn trang trí hay các vật dụng khác có hình tròn sẽ đem lại cảm giác ấm cúng, nhiệt tình cho mọi người. Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệp.